Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Chiều hôm nay 3 ngày Tam Nhật Thánh, cha sẽ không có livestream lễ. Vì vậy cho nên là cha sẽ chia sẻ cái bài giảng, bài chia sẻ của cha 3 cái ngày Tam Nhật Thánh này. Thì hôm nay là thứ năm tuần thánh, cha chia sẻ cái bài với chủ đề là yêu thương đến cùng. Thì ngày hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Chúa, được giống như Chúa, là biết yêu thương đến cùng. Hôm nay chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh, đỉnh cao là cái năm phụng vụ. Chúng ta sống lại những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu ở trần gian. Tâm tình của Chúa Giêsu ở trong cái giây phút này, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình đang còn ở thế gian thì người yêu thương họ đến cùng. Chúa Giêsu yêu thương đến cùng nên lập giao ước mới, đó là bí tích thánh thể, để Ngài có thể trao ban chính mình máu Ngài để cho chúng ta được sống. Chúa Giêsu yêu thương đến cùng nên thiết lập chức tư tế để cử hành bí tích thánh thể, nhờ đó Ngài trao ban chính mình. Chúa Giêsu yêu đến cùng nên trăn trối cho các môn đệ cử chỉ yêu thương nhau bằng việc chính Ngài rửa chân cho các môn đệ. Anh em gọi thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, và anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Đây là giới răn mới của thầy, anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Quả thật thương bạn chị em, tình yêu của Thiên Chúa Cha được biểu lộ nơi Chúa Giêsu khi Ngài vâng lời hiến mình cho đến chết. Và cụ thể, Chúa Giêsu thể hiện tình thương đối với môn đệ, tình thương đối với nhân loại ngày hôm nay trong bữa tiệc ly này với cử chỉ rửa chân cho các môn đệ như là một dấu chỉ phục vụ yêu thương. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm hành động yêu thương của Chúa Giêsu để rồi chúng ta biết yêu thương nhau. Đây là dấu chỉ để cho chúng ta biết ai là môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta là một Kitô hữu đích thực thì chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu để rồi chúng ta yêu thương nhau. Và chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta đi theo Chúa thì Chúa Giêsu cũng cảnh báo cho chúng ta trước. Hãy nhớ lời thầy nói với anh em, nếu họ bắt bớ thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Họ sẽ làm tất cả để chống lại anh em vì anh em mang danh thầy. Chúng ta thấy rằng chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta sẽ thấy rằng là có những người sẽ tìm cách để rồi chia rẽ, gây sự chia rẽ, rồi gây cái sự bất hòa, gây cái sự gọi là cho chúng ta có cái sự không thống nhất, không yêu thương nhau. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào dấu chỉ, nếu là người Kitô hữu đích thực thì chúng ta sẽ nhận ra được dấu chỉ yêu thương, chúng ta sống yêu thương. Ước gì mỗi người chúng ta chiêm ngắm hành động yêu thương của Chúa Giêsu để rồi chúng ta mau mắn thi hành. Nhưng mà đồng thời trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng sẽ nhận ra được ai là người Kitô hữu đích thực. Người Kitô hữu đích thực là người biết sống yêu thương, là người biết sống chia sẻ, biết sống cảm thông. Còn ai là người sẽ không phải là môn đệ đích thực thì người đó tạo sự chia rẽ, tạo sự hận thù, tạo sự bất hòa, hoặc là chống phá, đánh phá lẫn nhau. Chúng ta thấy là tất cả trong các môi trường cũng vậy. Một môi trường của sứ đạo, một môi trường của xã hội, hay là ngay cả trên một cái môi trường không gian ảo, chúng ta sẽ nhận ra được điều đó qua những cái chuyện mà người ta nói, một câu chuyện người ta nói, hoặc là qua một cái video người ta chiếu lên, hoặc là qua một cái comment thôi, thì chúng ta cũng sẽ biết được ai là người môn đệ đích thực. Người môn đệ đích thực là người biết yêu thương nhau. Cho nên với ngày thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu là người thầy của chúng ta, là Chúa của chúng ta, đã sống yêu thương, đã sống rất là đem lại cái sự phục vụ cho mọi người. Vậy thì chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta cũng hãy noi gương và thi hành điều đó. Và xin chúc cho ông bà anh chị em ngày thứ năm tuần thánh này và khởi đầu Tam Nhật Thánh này
được một tuần thánh sốt sáng, và nhất là luôn luôn thực hiện yêu thương đối với Chúa và đối với tha nhân. Amen.